các bạn đang xem trên tay tôi đó là đèn hậu của dòng xe Mitsubishi Outlander Sport được trực tiếp Phú Tùng An Việt nhập khẩu từ Nhật Bản. Nhờ Mitsubishi Nhật Bản về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đèn thì các bạn nhìn thấy cái đèn rất là sắc nét và rõ ràng. Nó đèn hậu thì các bạn đi dù có thể đi 5, 10 năm, 20 năm thì không bao giờ nó bị bạc màu giống như cái hàng mà hàng liên doanh. Hàng liên doanh thì có đặc điểm là chúng ta đi một thời gian thì nó hay bị bạc màu. Nó bị bạc cái đèn hậu này. Và nó màu nó sẽ bạc đi, nó không thật màu nữa. Đấy thì đây là hàng xịn chính hãng. Các bạn thay thì các bạn hoàn toàn yên tâm, mà nước thì không bao giờ bị bạc. Đấy. Đây, Stanley sản xuất. Đây được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản về phân phối tại thị trường Việt Nam. Thì đây là các bạn có thể phân biệt giữa hàng xịn và liên doanh. Hàng liên doanh thì tất cả các cái đường nét mà đây, cái gioăng keo chỉ này nó rất là hay bị keo tràn keo và nó không được sắc nét, đi một thời gian thì hay bị bạc màu. Các bạn mà có nhu cầu mua phụ tùng dòng xe Mitsubishi Outlander thì vui lòng liên hệ Phú Tùng An Việt.